Thái Lan đấu Campuchia, bầy voi dương oai sức mạnh tại SEA Games 31. Trận đấu với Campuchia rất quan trọng trong hành trình tranh huy chương vàng SEA Games của huấn luyện viên Phồn Kinh cùng các học trò. Mục tiêu của họ là giành lấy 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Malaysia. Trước giải đấu, chẳng ai ngờ rằng Thái Lan sẽ gặp Campuchia trong tình thế cả hai đều chỉ có 3 điểm. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến khả năng đi tiếp của cả hai đội, trong khi Malaysia gần như đã có tấm vé chơi trận bán kết. Nhưng lịch sử của các kỳ SEA Games đã chỉ ra Campuchia là một con mồi yêu thích của bầy voi Thái Lan. Cả hai đội đã gặp nhau 10 lần và 8 lần người Thái là kẻ chiến thắng, 2 trận hòa. Đáng chú ý hơn, Thái Lan đã ghi 41 bàn thắng, trong khi con số đó với Campuchia chỉ là 1 tại SEA Games 18. Thái Lan đã vùi dập Campuchia 9-0 trên sân nhà của họ. Bàn thua duy nhất của bầy voi trước Campuchia trong khuôn khổ SEA Games đã xảy ra vào SEA Games năm 1971, tức 51 năm trước. Ở 23, Campuchia năm nay là một đối thủ khó lường khi có trận ra quân ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước U23 Lào. Tuy nhiên, ngay sau đó họ lại để thua đáng tiếc trước U23 Singapore, đội bóng suýt thua U23 Lào trước đó. Sau màn trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore, thầy trò huấn luyện viên Phồn Kinh đã chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội khiến đối thủ không có cơ hội chơi bóng. Nhưng U23 Thái Lan đương nhiên không còn quyền tự quyết ngôi đầu bảng B, ít nhất đến thời điểm U23 Malaysia xảy chân. Mục tiêu trước mắt của Phồn Kinh và các học trò rõ ràng là thắng cả hai trận còn lại với Campuchia và Lào để cố gắng giành vị trí nhất bảng B. Trận đấu của họ với U23 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay trên sân Thiên Trường, Nam Định. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.